Dạ Alo, xin chào. chào thầy, dạ xin chào thầy, dạ chào tất cả anh chị. Em tên là Lê Long Hải, đến từ công ty Tiến Phát, công ty xây dựng Tiến Phát và chủ nhân hoạt động. Rất là vui, rất là được vinh dự được thầy mời lên và chia sẻ một số cái bài học tâm đắc từ 14 cái buổi tham gia với cái lớp tự động hóa doanh nghiệp vừa rồi. Thì qua qua cái qua 14 buổi á, thì bên em thấy tâm đắc nhất á, là thứ nhất là cái bản MVP em. Đấy là cái bản rất là quan trọng cho mỗi doanh nghiệp và xác định được cái đường hướng, cái bước đi cụ thể cho từng cái bộ phận. Và mỗi mỗi người sẽ định hướng được cái đường đi và cái mục tiêu của mình sẽ hướng tới như thế nào để mang được lợi ích tốt nhất về cho doanh nghiệp. Cái điều tâm đắc thứ hai nữa là về cái sẽ tập trung, sẽ biết tập trung vào những đối tượng nào mà mình cần hướng tới, mà không nó tránh đi tình trạng mà mình lan man ra những nghe thấy cái này hay rồi nghe thấy cái kia hay rồi mình chạy theo thì nó không có hay, thì mình chỉ cần tập trung vào những đối tượng hay mình sẽ đem lại cái giá trị cho doanh nghiệp tốt nhất. Và cái nữa là cái điều thứ ba mà em thấy hay nhất nữa là cái KPI. Cái phần KPI á, hồi lúc trước thì em có tìm hiểu và để làm sao để mình áp dụng với doanh nghiệp. Thực sự ra cái trước khi mà tham gia cái buổi học này á, thì em không có biết là như thế nào là mình để áp dụng và tính toán được cái KPI, và mình cần đưa ra những cái yếu tố nào để mình xây dựng cho cái phần KPI cho doanh nghiệp. Rất là khó khăn. Và nhìn vô những cái hướng dẫn nó gần như là nó mù mù tịt luôn, nó không có đường hướng nào, không có cái nào để hình dung ra được là mình nên đưa cái gì vào, mình không nên đưa cái gì vào đó. Thì ba cái đó, và cái cuối cùng á, là cái mà không thể thiếu cho tất cả doanh nghiệp là một cái hệ thống, một cái hệ thống quy trình quy chế. Đấy là cái giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp, và để cho các bộ phận mình hình dung được cái công việc của từng bộ phận sẽ thực hiện như thế nào, làm những bước nào, và nó gồm những cái form mẫu biểu mẫu hướng dẫn cụ thể. Có những cái nhân sự mà lúc chưa mới vào công ty có thể hình dung ra được những cái công việc mà công ty đang hoạt động là gì và mục tiêu của công ty là gì, nó rất là rõ ràng trong cái quy trình. Và em cũng ngưỡng mộ bên bên BDC là có một cái quy trình rất là hay. Em có nhận được những cái giá trị rất là lớn từ bên BDC, ví dụ như cái quá trình tuyển dụng thì em thấy rất bài bản. Thì trước trước đó trước khi tham gia buổi học hôm nay là em đã có tham khảo một cái quy trình bên mình rồi, và rất bài bản, rất chi tiết, từng người là viết thư như thế nào, từng form mẫu và từng cái email tuyển dụng, từng feedback cho ứng viên rất là chi tiết. Em rất là ngưỡng mộ cái đấy. Em có những cái tâm đắc như thế. Và Đây. cái quá trình mà bên em dự kiến mà xây dựng á, thì sau khi buổi học này á, thì em sẽ về là xây dựng lại cái mục tiêu, cái bản mục tiêu chỉ tiêu. Đó là cái thứ hai nữa là hoàn thiện lại cái bộ quy trình. Là hiện tại thì bên em cũng đã xây dựng cái quy trình ISO rồi, nhưng mà hầu như những cái quy trình đó là quy trình chính hướng về khách hàng, những cái quy trình nội bộ là còn thiếu rất là nhiều. Thì em sẽ hoàn thiện cái đấy. Cái thứ ba nữa là cái phần KPI, làm sao để xây dựng cái KPI nó tốt nhất để cho có được cái rõ ràng cho từng từng bộ phận. Dạ, em Rồi. xin hết.